Chân dung ông Bùi Tín từ một sĩ quan cao cấp của quân đội trở thành kẻ phản quốc. Ông Bùi Tín sinh ngày 29 tháng 12 năm 1927, mất ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại Pháp. Bút danh Thành Tín là một nhân vật bất đồng chính kiến người Việt, từng là phó tổng biên tập báo Nhân dân, đại tá quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông là con trai của Bùi Bằng Đoàn, nguyên thượng thư bộ hình của triều đình Huế và chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1990, khi sang Pháp công tác, ông đã đào nhiệm và xin tị nạn chính trị tại Pháp và ở đó đến khi qua đời. Quá trình hoạt động cách mạng của ông Bùi Tín, ông học ở Huế trong cách mạng tháng 8 năm 1945. Ông trở thành người Việt Nam hoạt động chính trị về mặt báo chí, sau đó gia nhập Việt Minh. Ông đã chiến đấu trên hai mặt trận, cầm súng như một người lính. Ông nhập ngũ năm 18 tuổi và viết lách như một nhà báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam với bút danh Thành Tín. Theo các tài liệu công bố tại Hoa Kỳ, Bùi Tín có tham gia trong việc phỏng vấn các tù nhân Hoa Kỳ và ngoài ra ông có dự việc lấy khai lời khai của John McCain. Bùi Tín đã có mặt ở Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với tư cách phóng viên chiến trường. Sau chiến tranh, ông giải ngũ, tiếp tục viết báo. Ông làm đến phó tổng biên tập báo Nhân dân, kiêm tổng biên tập tuần báo Nhân dân Chủ nhật. Sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong các hồi ký và các bài viết của mình kể từ khi tị nạn tại Pháp, ông tự nhận là đại tá và là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có mặt sớm nhất tại Dinh Độc Lập, là người đi cùng đơn vị xe tăng đầu tiên đâm đổ cổng Dinh Độc Lập và là người trực tiếp nhận tuyên bố đầu hàng của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Điều này được dẫn lại trong sách của các tác giả Mỹ về chiến tranh Việt Nam như cuốn Điệp viên hoàn hảo của Larry Berman. Tuy nhiên, lời kể này của Bùi Tín được phát hiện là có mâu thuẫn với lời kể của các nhân chứng trong sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong đó có lời kể do chính Bùi Tín viết trong vòng vài năm sau sự kiện về hàm quân hàm đại tá tại thời điểm 30 tháng 4 năm 1975. Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Trang, Phó Chính ủy Binh đoàn Hương Giang khẳng định rằng vào thời điểm đó Bùi Tín chỉ mang quân hàm thượng tá. Và chi tiết Bùi Tín là sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam có mặt sớm nhất tại Dinh Độc Lập. Lời kể của một số nhân chứng, trong đó có cả Bùi Tín khẳng định rằng Bùi Tín đến Dinh Độc Lập thì tại đó đã có mặt các sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam như Đại tá Nguyễn Công Trang, Thiếu tướng Nam Long. Trong bài ghi nhanh của Bùi Tín với bút danh Thành Tín, nhan đề Sài Gòn trong những giờ phút lịch sử đăng trên báo Quân đội Nhân dân ngày 2 tháng 5 năm 1975, ông thừa nhận một số sĩ quan cao cấp hơn mình là Phó Chính ủy Quân đoàn 2, Đại tá Nguyễn Công Trang đã có mặt tại Dinh Độc Lập trước đó. Cũng thông tin này được Bùi Tín viết trong Ký sự Sài Gòn, ánh chiếp chớp chói lọi của lịch sử xuất bản năm 1978, theo bài viết xuất bản năm 1985 của nhà báo Nguyễn Trần Thiết, người đi cùng Bùi Tín trên suốt chặng đường vào Dinh Độc Lập. Khi ông cùng Bùi Tín vào Dinh Độc Lập thì được Thiếu tướng Nam Long, phái viên Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đại tá Trang đón tiếp. Còn khi Tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh thì đoàn nhà báo còn đang ở sở chỉ huy quân đoàn 3 đóng tại Củ Chi. Trong hồi ký của mình, Thiếu tướng Nguyễn Công Trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định Bùi Tín chỉ tới Dinh Độc Lập sau khi Tổng thống Dương Văn Minh từ đài phát thanh trở về. Quá trình trở thành nhà bất đồng chính kiến, tháng 9 năm 1990, Bùi Tín sang Pháp dự hội nghị hàng năm của tờ báo Nhân đạo, báo của Đảng Cộng sản Pháp rồi quyết định không về nước mà xin tị nạn tại Pháp với lý do là để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Theo cách nói của ông, ban đầu ông phê phán đường lối hiện hành của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông cho rằng đã xa rời lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Dần dần quan điểm của ông ngả sang phê phán cả chủ nghĩa cộng sản và lý thuyết xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi việc phá bỏ hệ thống chính trị ở Việt Nam. Ban đầu, Bùi Tín tung tin xin ở lại thêm một giờ thời gian để chữa bệnh, nhưng đã bí mật hợp tác với 13 hãng thông tấn, báo chí quốc tế và gần chục tờ báo của người Việt chống cộng ở hải ngoại để đăng tải những bài viết tham luận chống lại nhà nước Việt Nam. Hai tác phẩm của ông viết sau khi ở nước ngoài là Hoa Xuyên Tuyết và Mặt Thật. Cuốn Hoa Xuyên Tuyết đã có mặt trong nhiều danh sách, tài liệu tham khảo của các dự án nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam. Theo quan điểm của chính quyền Việt Nam, các bài viết của ông Bùi Tín thiếu khách quan, thiếu trung thực,
nên đã được đưa ra những cách nhìn, những bình luận về chính trị tại Việt Nam một cách sai lệch. Do thiếu thông tin và cũng có thể do thiếu cái tâm trong sáng nên ông đã không nhận ra, hoặc ông cố tình không nhận ra những điểm mới trong quan điểm, nội dung và các bước tiến hành. Bùi Tín qua đời vào ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại Paris, Pháp, hưởng thọ 91.